Chào mừng quý vị và các bạn đang cùng quay trở lại với phần 2 của bản tin hàng hóa thị trường ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, nhằm quản lý chặt chẽ hơn quá trình giải quyết thủ tục cấp phép nhập khẩu đối với xe ô tô dưới dạng quà biếu tặng của tổ chức cá nhân nước ngoài cho tổ chức cá nhân tại Việt Nam, Tổng cục Hải quan mới đây đã gửi công văn yêu cầu xuất trình thêm một số loại giấy tờ khác. Như vậy, theo quy định mới của Tổng cục Hải quan, ngoài hồ sơ xin cấp giấy phép nhập khẩu theo quy định, các tổ chức cá nhân tại Việt Nam phải xuất trình hóa đơn thương mại hoặc giấy tờ chứng minh quyền sở hữu xe của tổ chức cá nhân ở nước ngoài để làm cơ sở xem xét giải quyết thủ tục cấp giấy phép nhập khẩu xe ô tô theo quy định. Đây được xem là biện pháp đảm bảo cho việc quản lý chặt chẽ hơn đối với việc nhập khẩu ô tô dưới dạng quà biếu hoặc tặng. Đồng thời, ngăn chặn hiện tượng xe ô tô không đủ điều kiện nhập khẩu theo chế độ tài sản di chuyển của Việt kiều hồi hương chuyển sang nhập khẩu theo hình thức quà biếu tặng. Thưa quý vị, cũng trong tuần vừa qua, ngày 16 tháng 12, Hiệp hội Lương thực Việt Nam đã ký kết biên bản ghi nhớ về việc liên kết sản xuất và tiêu thụ lúa gạo trên cánh đồng lớn với đại diện của 13 Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Theo biên bản ghi nhớ giữa Hiệp hội Lương thực Việt Nam, gọi tắt là VFA, và đại diện 13 Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, hai bên sẽ phối hợp sản xuất và xuất khẩu gạo. Cụ thể, 13 tỉnh thành sẽ xây dựng thành 13 vùng nguyên liệu sản xuất lúa, hàng hóa chất lượng cao, quy mô từ 500 cho tới 1.000 hectare và có thể mở rộng theo nhu cầu của doanh nghiệp. Các địa phương có trách nhiệm quy hoạch vùng nguyên liệu này và tổ chức giám sát thực hiện hợp đồng giữa doanh nghiệp và nông dân. Còn phía VFA sẽ đại diện cho các doanh nghiệp xuất khẩu gạo, đảm trách cung ứng vật tư đầu vào, đặt hàng nông dân giống lúa cần cho xuất khẩu, đồng thời cam kết tiêu thụ hết lúa hàng hóa trong vùng nguyên liệu theo giá thị trường, tổ chức hệ thống thương lái, làm thương hiệu cho gạo xuất khẩu. Thưa quý vị, trong thời gian tới, doanh nghiệp sản xuất điều cũng phải có vùng nguyên liệu liên kết với nông dân mới được cấp phép xuất khẩu. Đây chính là một trong những nội dung trọng tâm của dự thảo đề án phát triển bền vững ngành điều Việt Nam đến năm 2020. Đề án phát triển bền vững ngành điều Việt Nam do Cục Trồng trọt, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn xây dựng gồm có 9 dự án, với tổng kinh phí đầu tư gần 2.700 tỷ đồng, trong đó chủ yếu là nguồn ngân sách và tín dụng. Theo đó, đến năm 2020, vùng nguyên liệu điều cả nước được thu hoạch ở mức ổn định từ 300 cho tới 320.000 hectare, đáp ứng được 40% nguyên liệu cho chế biến trong nước. Nhân điều qua chế biến đạt 255.000 tấn, trong đó chế biến sâu như bơ điều, điều tẩm mật ong là 50.000 tấn. Trong đó, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm của đề án là quy hoạch vùng sản xuất. Trước mắt, các đơn vị sẽ phối hợp xây dựng mô hình vườn điều mẫu lớn và dần hoàn thiện có lộ trình bắt buộc các doanh nghiệp phải có vùng nguyên liệu như mía, đường, chè, v.v. Ngoài ra, đề án cũng đưa ra nhiều chính sách hỗ trợ người nông dân như ban hành giá sàn hàng năm hay hỗ trợ giá trị giống cây, phân bón. Quý vị và các bạn thân mến, được triển khai hơn 10 năm nay, nhưng tới nay thì chương trình thương hiệu quốc gia vẫn còn nhiều điểm bất cập xoay quanh việc đây có phải thực sự là một chương trình nâng tầm thương hiệu Việt Nam hay chỉ là một danh hiệu trao tặng cho các doanh nghiệp. Nhiều chuyên gia tại Diễn đàn Thương hiệu tổ chức vào sáng ngày 20 tháng 12 cho rằng cần phải xác định rõ những tiêu chí lựa chọn thương hiệu quốc gia và lộ trình cụ thể để đưa thương hiệu quốc gia ra tầm quốc tế. Chương trình thương hiệu quốc gia là chương trình do Cục Xúc tiến Thương mại Bộ Công Thương triển khai từ năm 2003. Mỗi năm chương trình này chọn ra một vài doanh nghiệp nổi bật nhất, thường là doanh nghiệp dẫn đầu ngành, để xúc tiến trở thành thương hiệu quốc gia, quảng bá hình ảnh Việt Nam. Kỳ vọng của chính phủ là có thể thông qua chương trình này tạo ra những thương hiệu mà khi nghe tên, thị trường quốc tế biết ngay đó là thương hiệu Việt Nam, ví dụ như Honda của Nhật hay là Samsung của Hàn Quốc. Tuy nhiên, sau 10 năm triển khai, chương trình này vẫn chưa thực sự tạo được dấu ấn nào khác ngoài việc trao danh hiệu cho các doanh nghiệp đầu ngành. Ông Lê Phước Vũ, Chủ tịch Tập đoàn Hoa Sen, từng đặt danh hiệu Thương hiệu Quốc gia 2012. Cái vị thế của thương hiệu quốc gia đối với cái thị trường quốc tế thì đây cũng là một cái bước rất là quan trọng. Rõ ràng chúng ta nhìn lại thì các doanh nghiệp Việt Nam chúng ta đã xây dựng thương hiệu toàn cầu chưa? Có lẽ là khẳng định là chưa. Đây là một cái bước rất là dài và khoảng cách rất là lớn. Thứ nhất, bản thân doanh nghiệp phải tự vận động, phải tự khẳng định với chất lượng của mình, tự khẳng định với những cái khác biệt về sản phẩm, về những cái xu thế đón đầu từ nhu cầu thế giới và cái sự cam kết về tiêu chuẩn và chất lượng. Và thứ hai, nghĩa là những cái định hướng dẫn dắt của Cục Xúc tiến Thương mại. Thì đây là một, có thể nói để thành công được, đó là sự nỗ lực của cả hai bên. Nhiều chuyên gia cho rằng bản thân doanh nghiệp muốn phát triển thì xây dựng thương hiệu là chuyện dĩ nhiên. Bên cạnh đó, để có được một thương hiệu gắn liền với hình ảnh Việt Nam thì phải có chiến lược rõ ràng và xuyên suốt của chính phủ. Chúng ta nói rất là chung chung, nhưng chúng ta không có những cái lộ trình cụ thể, và đó là lỗi thứ nhất. Lỗi thứ hai là gì? Ngay cả khi có lộ trình cụ thể thì chúng ta cũng không có đơn vị thực thi hoặc là
có thực thi thì không ai giám sát thực thi. Nó tóm lại là chúng ta không có một cái người dẫn dắt đến kết quả sau cùng. Khi nhắc tới Pháp, người ta nghĩ tới rượu, nhắc tới Ý thì có thời trang, hoặc Nhật Bản, Hàn Quốc thì có nhiều thương hiệu công nghệ quy mô toàn cầu. Còn câu hỏi khi nhắc tới Việt Nam chúng ta có gì thì chưa có lời giải đáp. AirAsia X là hãng hàng không giá rẻ thuộc tập đoàn AirAsia Group. Hãng này vừa mới chốt với Airbus trong một đơn hàng trị giá là 6 tỷ đô la Mỹ, mua về 25 máy bay mới. AirAsia X, hãng hàng không giá rẻ của AirAsia Group, vừa đặt hàng hãng máy bay Airbus 25 chiếc A330-300. Tổng giá trị của thương vụ này là 6 tỷ đô la Mỹ. Đơn vị này rất quan trọng với chúng tôi vì nó trị giá đến gần 6 tỷ đô la. Đặt mua 25 chiếc máy bay 330 một lúc cho thấy hãng máy bay giá rẻ AirAsia X đang muốn tăng cường năng suất và mở rộng thị trường. Đúng như nhận định từ đối tác của mình, mục tiêu lâu dài của AirAsia X là tăng cường thêm các chuyến bay đến châu Á và châu Âu. Chúng tôi muốn mang lại cho khách hàng nhiều đường bay mới, kết nối các nước châu Á lại với nhau, sau đó tiến tới thị trường châu Âu. Airbus sẽ bắt đầu giao hàng 25 máy bay mới cho AirAsia X từ năm 2015 cho đến năm 2019. Khi hoàn thành thì hãng máy bay giá rẻ này sẽ có tổng cộng 57 máy bay. Hiện tại AirAsia X có 18 đường bay đi qua các nước Trung Quốc, Úc, Đài Loan, Nhật Bản, Hàn Quốc và vùng Trung Đông. Chuyển sang một thông tin đáng chú ý tiếp theo thưa quý vị. Hãng bán lẻ của Mỹ là Overstock đang lên kế hoạch đưa vào sử dụng chương trình thanh toán bằng tiền ảo gọi là Bitcoin. Nếu vậy thì đây là hãng bán lẻ đầu tiên chấp nhận loại tiền này. Theo Patrick Boyle, giám đốc điều hành của Overstock, công ty này đang có kế hoạch chấp nhận thanh toán bằng Bitcoin trong năm sau, có thể là cuối quý 2 năm 2014. Ông Ba cho biết, có một hệ thống tiền tệ hiệu quả sẽ không dựa trên đồng tiền được chính phủ in ra, mà dựa trên đồng tiền chính phủ không thể kiểm soát. Cổ phiếu của Overstock được niêm yết trên sàn Nasdaq của Mỹ. Năm ngoái, doanh thu của hãng bán lẻ trực tuyến này ở mức 1 tỷ đô la Mỹ. Hiện nay có khoảng 12,15 triệu đồng Bitcoin đang được lưu hành trên thị trường. Sẽ không có thêm một đồng Bitcoin nào được tạo ra sau khi số lượng Bitcoin đạt con số 21 triệu. Giá trị đồng Bitcoin biến động mạnh trong những tháng gần đây. Trong tháng 12, tỷ giá Bitcoin dao động trong khoảng từ 450 đô la Mỹ một Bitcoin đến 1.280 đô la Mỹ một Bitcoin. Giá của loại tiền ảo Bitcoin hiện nay đã giảm 50% so với mức kỷ lục lập hồi cuối tháng 11. Các nhà đầu tư đang bán tháo đồng tiền này sau khi có tin Ngân hàng Trung ương Trung Quốc yêu cầu các nhà cung cấp dịch vụ thanh toán bên thứ ba chấm dứt sử dụng Bitcoin. Như thường lệ thì trước khi kết thúc phần 2 của chương trình, kính mời quý vị và các bạn sẽ cùng với chúng tôi cập nhật một số hoạt động xúc tiến thương mại diễn ra trong tuần tiếp theo. Trong tuần này, ngày 26 tháng 12, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tổ chức Hội thảo Động thái Doanh nghiệp Việt Nam năm 2013. Hội thảo được giới thiệu sẽ cung cấp những thông tin có tính chỉ báo về môi trường kinh doanh cho doanh nghiệp và các nhà hoạch định chính sách. Chương trình được tổ chức tại tòa nhà VCCI Hà Nội. Nhân sự kiện ra mắt Câu lạc bộ Doanh nhân Tiền Giang tại thành phố Hồ Chí Minh, câu lạc bộ này đã tổ chức hội nghị Tiền Giang, tiềm năng và cơ hội đầu tư. Chương trình sẽ giới thiệu về những thế mạnh, vị trí địa lý, tài nguyên, ngành kinh tế trọng điểm của Tiền Giang. Chương trình sẽ được diễn ra tại thành phố Hồ Chí Minh. Nằm trong chuỗi sự kiện hội nghị tham tán thương mại năm 2013, Bộ Công Thương sẽ tổ chức buổi đối thoại giữa tham tán thương mại với các ủy ban nhân dân, Sở Công Thương, Trung tâm xúc tiến thương mại, Hiệp hội ngành hàng và các doanh nghiệp khu vực phía Nam vào ngày 25 tháng 12 tại thành phố Hồ Chí Minh. Đồng thời, tại khu vực phía Nam, Bộ Công Thương cũng có hội thảo về xúc tiến nông thủy hải sản của các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long tại An Giang vào ngày 27 tháng 12. Thưa quý vị và các bạn, trong phần cuối cùng của bản tin hàng hóa thị trường ngày hôm nay, chúng tôi xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi những thông tin sau đây. Những hệ lụy xung quanh việc cấp phép cho bác sĩ kê đơn thực phẩm chức năng. Lần đầu tiên sau 3 năm nhận gói cứu trợ, người dân Ireland đã có thể ăn mừng Giáng sinh một cách nhẹ nhõm.